Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay tiếp tục ưu tiên nha anh em. Mình sẽ ưu tiên Hàn Quốc nha anh em. Thì hồi nãy mình up hình lên rồi nhưng mà mình quên quay clip anh em. Đấy, thì nó có một số con nổi bật đó, mình đang lấy chị hình cho anh em đó. Đấy, nó còn một số con nổi bật ha. Thì mình up con LB110 nè, nó có 90 thôi, lên 110 luôn. Con CB nè, đấy 90 luôn là sao anh em, lên 101. Và con RB98 lên 105. Con GK75, 76 gì đó, mình nhớ là 75 sao á, lên 100 luôn. Đấy, con này full 140 luôn, hay ghê cho anh em. Ok anh em, mình sẽ đá hai trận hết cho hết và vài thêm vài trận nữa để trải nghiệm như thế nào rồi đánh giá cho anh em nha. Coi như thế nào ha. Nói chung là mình sẽ build team châu Á anh em. Nói chung là team Hàn Quốc có vẻ ngon hơn team Nhật Bản anh em, có vẻ khỏe hơn đó. Mình cảm giác khỏe hơn. Đội hình nó cũng khá chất lượng hơn Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu nha anh em. Nhưng mà cái tên nó hơi khó đọc nha anh em. Có gì đọc sai anh em thông cảm bỏ qua nha. Nói chung là cái tên của Hàn Quốc rất là khó đọc. Sancho, là Sancho, hay lắm. Hàn Quốc nó khá khỏe nha anh em. Đấy, đè người rất tốt nha. Nói chung Hàn Quốc nó được cái là nó khỏe hơn Nhật Bản, bởi vì nó ăn sâm anh em. Nó sâm mà. Bắt đầu. Wow, John Stone anh em. What? Mới vô mình đang nói chuyện với anh em mà nó đã ghi bàn anh em ơi. Chết rồi. 1-0 rồi. Không sao, mình làm lại thôi. Đấy, nó còn Ujo. Đó, con có nhiều con khó đọc con em, để gì mình đọc được con nào đọc cho anh em. Đây, Tuấn Thi Chen. Đấy, mất bắn rồi. Đây, Sun Hi Chen. Hi Chen, vẫn là Hi Chen. Quan Hi Chen, vẫn là Hi Chen em. Càng Jin Lee, chút có vào. Ồ, Càng Jin Lee anh em. Con này đang chơi ở giải hình như là giải Tây Ban Nha phải. Anh đâu? Wow! Tiên gúc anh em. Đây, Yeon Ti Gúc. Nói chung tên Hàn Quốc thì đó đọc hơi bị léo lưỡi anh em. Đọc khó hơn tên Nhật Bản nha anh em. Đấy, Di Gúc nó ghi bàn gỡ hòa cho Hàn Quốc. Đấy, giờ tiếp tục anh em. Trận đấu khá hấp dẫn rồi đó. Đội bạn tần hảo thủ không anh em? Có Ronaldo, Van Ram, Sancho, Rudiger. Đấy, Henderson. Sancho mất bàn rồi. Ném bên Sohu, Giang Sung, Sun. Đấy, Uyo. Trời ơi, chết rồi. Thằng nào ấy, Stone. Trời ơi, nó chùi pha nguy hiểm quá anh em. Thẻ đỏ luôn, đúng rồi, thẻ đỏ. Thế xấu quá anh em, trời ơi. Thế xấu thật, thẻ đỏ luôn em. Rồi, cơ hội cho đội Hàn Quốc anh em ơi. Đúng cái cú. Đội bạn khá xấu anh em. Sun Rodugan. Hay lắm. Đội bạn hay quá anh em ơi. Rashford. Đội mình Hàn Quốc cho anh em quá là khỏe nha. Thấy không? Đẩy bàn, lấy bàn lên. Hay quá. Ui vô. Quá là Ui vô. Xuống đi. Không được. Bật góc của đầu anh em. Cái con Ui vô đang đá ở giải League 1 anh em. Đã chơi bọc đô nè. Cũng hay lắm anh em. Đánh đầu. Hai pha đánh đầu liên tiếp anh em. Đội bạn phá bóng lên. Bây giờ mình đang nhấn trước một người cho anh em. Là đội bạn có một thẻ đỏ rồi. Cơ hội cho mình để mình thừa thắng xông lên. Nhưng mà chắc hiệp 2 rồi anh em ơi. Hiệp 1 chắc kết thúc rồi. Hay lắm. Sân. Không được rồi. Ném pin. Chắc lại hiệp 1 này ném pin xong hết, kết thúc hiệp 1 rồi. Sang Yu. Đấy. Anderson. Kelly. Không được. Không có cầu. Hiệp 1 kết thúc rồi anh em. Tỷ số là 1-0 rồi. Đổi sân thôi. Bây giờ mình chơi đổi sân nha anh em. Cho nó lạ xíu nha anh em. Đấy, đổi sân thấy không. Đó, mà nhìn nó hay hơn. Kang Jin Lee, Yong Sung, Sang Hu, Sun. Đó. Nói chung đọc mấy tên Hàn Quốc nghe nó hay hay sao anh em. Đó, Yi Sung. Đó, Sang Hu, Sun. Đọc nó hay hay sao anh em. Đó, đó là Sang Yu. Đấy, hay quá. Ai đây? Sút. Không vào.
hình như là di sung anh em, như là con di sung á, mình không để ý nữa, nó nhanh quá. Sân tạt đầu, bắt đầu không được. Hiệp hai mình sẽ ép sân nha anh em, tại vì đội bạn mất mọi người rồi, mình sẽ cố gắng dồn lên tấn công. Đây, Hanson, khi chen chứ khi chen nha anh em. Đấy, hay lắm, Hujong, Udo, sút, vào, Uyo đấy chứ bạn em, Uyo, Wang, Uyo, đó, Wang, Uyo. Con này đấy, nó bóc tô anh em, đã giấy lại ly một nè. Con này nó cũng khá hay á, nói chung là có nên review anh em, review up lên review cho anh em chơi không? Đấy, cũng khá ok chứ. Đấy, nó là Wang Uyo. Tiếp tục cho anh em. Tomiyasu, Sancho, Henderson, Lukaku. Đội bạn đang cố gắng kiểm tra tấn công nhưng mà không thành công. Đấy, Kang Jin Lee, thì dài lên, hay quá. Uyo, tạt vào chân, tạt vào, đánh đầu, wow, Hee Chen anh em, Wang Hee Chen, 3-1 rồi, đấy, mới tận dụng cơ hội là hơn người anh em, là ghi bàn. Nhưng mà mình cảm giác là thằng Hàn Quốc anh em rất là khỏe nha anh em, khỏe, tốt, mình cảm giác là đá ngon đó. Nếu mà anh em mà build team Hàn Quốc cũng được á, rất là khỏe nha anh em. Hàng phòng thủ thì có hai con CB trên mét 9 nha anh em, một con mét 90 và mét 94 nha, đấy, rất là cao nha anh em, nên là cho bóng bổng khá tốt. Sân hay lắm, Uyo, Sân, một pha phối hợp giữa Uyo và Vân rồi Sân không thành công rồi, hãy đến Sân, mất phan rồi, vừa lại mấy con hậu vệ cánh á, chạy cũng khá nhanh anh em, công nhận Hàn Quốc chạy nhanh thật. Dây sung, đấy, Sân, mất phan rồi. Càng Jin Lee, Uyo hay quá, Sang Hu sút đi, chuyền anh em, anh không sút mà chuyền, trời ơi, nó sút tung được rồi, nguy hiểm, sút, không được, một pha khá lung tung của hàng hậu vệ đội bạn, Sang Hu, ai đây, sút, không vào, có lẽ mình hơn người nên mình ép sân rất là nhiều anh em, đấy, đã khá hay nha anh em, sân tạt vào, anh đâu, không vào, mình có khá nhiều khá nguy hiểm hồi phai anh em ơi. Nhưng mà không có tận dụng được vì chút bịch dọc xà ngang thủ môn đỡ quá nhiều. Số đã 3-1 rồi. Hay quá anh em. Mình không tận dụng được cơ hội là hơn người. Nó ghi bàn và nâng tỷ số lên 3-1. Ok, kết thúc là 3-1 rồi anh em. Khá hay anh em. Đấy. Ok anh em, bây giờ mình tiếp tục trận đấu thứ hai nha. Xem như thế nào. Nói chung là mình đã nhiều trận lắm anh em ơi. Có nhiều trận cũng thua, cũng thắng anh em. Trận nào hay thì cho anh em xem thôi. Mình đã ở mức trend là trên 1-2 nha anh em. Đó. Rồi, tùy cái over mình thấp nhưng mà cái đội hình nó khá chất lượng anh em, mình cảm giác như là khá chất lượng á, không đến đâu nào đâu anh em. Ok anh em, vô thôi. Hee Chen, học khe xuống hay quá. Ujuan thì vào, bắt đầu, vào, sân, mới vô phút thứ 7 ra ghi bàn thôi anh em ơi, quá hay anh em. Đấy, con sân này đá cũng khá hay anh em. Quá hay luôn em ơi, mới vô đây ghi bàn thôi. Trận đấu bắt đầu lại thôi. Uyong, Sun, Sang Hu, không được. Con Sang Hu này đá ở bên cánh cũng khá nhanh anh em, khá ngon anh em. Đấy, Sang Hu, đúng rồi. Ji Chung, mất bắn rồi, nguy hiểm quá. Sancho. Sao anh chưa chuyển thấy con em? Tạt vào! Đánh đâu? Không vào! Con thủ môn Hàn Quốc này anh em, cao 1m89 anh em, cũng khá ok anh em. Đánh đâu? Không vào, hay quá. Ai đây? Con đang chuyển sút, vào. Một pha khá nhanh anh em. Một pha sút nối khá nhanh của Rondo. Một pha cứu thua nhưng mà phá ông ra không thành công anh em. Tạt vô bị Rondo với Van Ram chuyển nhanh quá. Đây nè, mình đang đến đầu chuyển hay quá anh em, chuyển nè, đấy. Đồ tung cú sút, một không kịp đỡ. Rồi, một đào rồi. Huzon, Kang Lee, Dây Sung, Sun. Hay quá, Uyon, Sun. Lee Sung. Trời ơi, nhìn lúc đọc tên Hàn Quốc đọc tùm lum anh em. Đấy, Kang Lee, Uyong,
Huy trên. Không được. Huy trên đứt một pha đi bàn mà không thành công anh em. Hay quá. Chuyển lên. Ronaldo. Không được rồi. Minji đã lấy bàn rồi. Sang-hu. Yi-sung. Son. Uyong đã chuyển cho Son. Son. Vẫn là Son. Chuyển tiếp. Trời không được rồi anh em. Chuyển lỡ rồi. Đội bạn phản công rồi. Mất bàn rồi. Hay lắm. Uyong. Jin Lee. Sút. Không vào. Uyong vừa sút em. Uyong cho Uyong em. Nập lộn đấy giờ. Uyong nhìn em. Uyong. Đánh đâu? Vào. Đấy Uyong nè anh em. Uyong. Quang. Uyong. Đang Uyong mình. Nói giờ mình đọc lộn em. Cái tên Hàn Quốc đọc tùm lum hết. Mình không đọc được. Nói chung là vui vui thôi. Giải trí với anh em ơi. Đấy đọc sai anh em không phải bỏ qua nha. Tiếp tục nha. 2-1 rồi. Messi. Mất văn rồi. Rashford. Không được. Hay quá. Henchu. Hay quá. Uyo. Vẫn là Uyo. Sút. Không kịp rồi. Văn đã về kịp rồi anh em. Phạm lỗi rồi. Phút thứ 45 rồi. Có lẽ hiệp 1 kết thúc. Thì số 21 đúng rồi anh em. Bây giờ mình sang hiệp 2 thôi. Đấy. Đội bạn có tên nickname là username. Oh. Đội xanh nha anh em. Giờ chơi đội xanh nha. Nó mới hấp dẫn, nó mới hay. Chứ trước giờ mình chơi có xanh rồi. Hơi chén. Đấy. Rashford. Hay quá. Bạn chơi nhanh quá anh em. Toàn rồi. Đánh đầu đúng rồi. Di Sung. Sân. Uyong. Uyo. Hi Chen. Hi Chen. Hay lắm. Uyo. Làm gì đây Uyo. Sút. Không vào. Uyo chứ cặn ghê này. Chút khá cặn. Hãy gặp. Chứ vào. Đánh đầu. Trời ơi. Không bật lên rồi em ơi. Không bật lên rồi. Còn bắn. Trời ơi. Bỏ bắn rồi. Hay quá. Ai đây? Hay vậy? Messi. Mặt bàn rồi, nâng bên. Messi nâng bên. Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Ronaldo không qua được hậu vệ bên Hàn Quốc mình rồi. Đấy. Ken Jin Lee chuyển hay quá. Hi Chen. Vẫn là Hi Chen anh em, tốc độ Hi Chen. Sút. Wow, 3-1 rồi. Tốc độ của Huy Chen rất là nhanh anh em. Con này đang đá cho vô lơ hâm tân anh em. Đấy. Con Huy Chen nè. Cũng cái hay tốc độ anh em. Tốc độ đến 140 chỉ đến rút anh em. Đó, đúng rồi đó. Khá nhanh ạ. Thì mình đánh giá chung với con Hàn Quốc đó, tốc độ nó khá nhanh anh em. Khỏe nữa. Khỏe hơn mấy con Nhật Bản nhiều luôn đó. Hu Yen. Không được. Đấy, vẫn còn Hu Yen. Hu Yo. Càng nhìn ly. Đấy, vẫn còn. Sút, không vào. Cột dọc anh em, nguy hiểm quá. Hôm nay mình hơi bị cảm xíu anh em. Nên cái giọng mình hơi là nguy hiểm quá. Ronaldo, không được. Đã mất bàn rồi. Những pha mất bàn dưới sân nguy hiểm quá. Nỡ rồi. Sút, không vào. Lại cột dọc luôn em. Rồi, phạt góc rồi. Thấy cái đoạn ra biên rồi. Cho thủ môn lên luôn em, ghê quá. Chiến vào. Đánh đâu, vào. 3-2 rồi, U 8-9 rồi. Có lẽ trận đấu này kết thúc thì số 3-2 rồi em ơi. Mình đang cố gắng cầm cự nha. Đó, sân. Uyo đưa kêu, đó, Uyo, đó. Sang Ji-yong. Sang Du. Nói chung mấy tên hình cứ đọc vui nè. Rồi hết bên rồi. Rồi. Hết rồi nè, hết rồi. Trận đấu kết thúc số 3-2 rồi. Nói chung là trận đấu diễn ra khá hấp dẫn rồi nè. Khá hay chứ. Mình thấy khá hay á. Mấy hình cứ khá khỏe chứ. Nói chung là trận đấu này thì đã khá tốt. Đấy. Sút 5, sút 6 hết kìa. Ghê không? Khá đều, khá cân bằng. Thì theo mình đánh giá thì cái đội Hàn Quốc này khá ngon nên anh em. Ngon hơn Nhật Bản rất là nhiều nha. Nó khỏe. Tốc độ chạy nhanh, dứt điểm tốt nè. Đấy. Hóa con CB này anh em cũng khá ok nè. Cả máy 90 nè, anh em thấy không? Đấy, con CB này thì cả máy 94 nè. Con này phải up lên anh em, con này có 85 nè. Mấy mình nói 90 không đúng rồi, 85 à.
Đấy còn này nè, tốc độ này, máy mình up lên 140 rồi, cái này là chưa up lên, up kêu á, lên 140 luôn. Mình thấy ghê không? Này up lên cho anh em thấy nè, máy là mình quay trước thôi. Đấy. Nhìn chung là mấy con Hàn Quốc này rất là ngon nha anh em. Anh em mua về xài rất là ok, anh em nào thích thì build team Hàn Quốc châu Á cũng được. Trong các nước châu Á thì mình thấy Hàn Quốc là ngon nhất á. Nhật Bản thì yếu quá. Còn Australia thì mình chưa có build, nhưng mà Australia ít cầu thủ quá. Thì để mình xem xét xem như thế nào để mình build chơi cho anh em chơi, còn châu Á chơi coi như thế nào ha. Đấy nè. Bây giờ mình up lên kêu lên 10 nè. Cho anh em xem trước thôi. Thấy up tiếp cho nên 140 luôn. Đấy 140 138 nè. Tí nữa up tiếp cho anh em ha. Up chơi chơi chút thôi. Đây này anh em. Đấy con này cũng chạy khá nhanh thấy không? Khả năng tăng tốc 140 luôn, thấy ghê chưa? Nói chung team Hàn Quốc khá ngon anh em. Đấy, anh em thấy clip này hay á thì nhớ like cho mình nha. Và anh em chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.